3, 2, 1. Thì cảm thấy rất là ấm lòng nhìn thấy những cái sự trưởng thành từng bước của con trong những năm tháng đầu đời. Nhìn các bạn nhỏ chập chững ở trên sân khấu, đứng yên thôi hoặc là lăn đùng ra khóc. Thực ra cũng là một cái cách để thể hiện cảm xúc của các bạn. Và những cái kỷ niệm đó thì chị nghĩ rằng là nó sẽ đánh dấu những cái mức gọi là lớn lên của con, những cái mức trưởng thành của con. Và sau này nhìn lại thì các con sẽ thấy rằng là một cái hành trình rất là thú vị với Sakura. Em xin đấu giá bức tranh này là 120 triệu. 120 triệu đồng, 125 triệu. Mình cho rằng đây là một hoạt động rất rất ý nghĩa mà nhà trường nên duy trì hàng năm để chúng ta có thể chia sẻ với những cái mảnh đời khó khăn hơn. Mình thì cũng chưa có điều kiện để có thể đưa các con đi trực tiếp để lên những cái vùng sâu vùng xa để có thể gặp những cái mảnh đời khó khăn đó để các con tự mình cảm nhận. Cho nên là qua những cái sự kiện như thế này thì mình cũng cảm thấy là các con sẽ phần nào hiểu được là cái việc cho đi là việc rất là cần thiết.